Vâng, xin chào tất cả các bác ở miền Tổ quốc. Nay là sáng về toàn là ba sản phẩm hàng eBay về. Những sản phẩm trong video này là hai cặp loa kèn này của Manavox, là đối tác của các bác chơi loa cổ như là những dòng loa cổ 77A, 88A và những dòng Sansui. Và để trưng đến những gift các bác gift những dòng loa AR hoặc là Advanced KLH thì các bác lựa chọn cái chép Manavox này. Thì cấu hình của Manavox là từ móng ngựa, là phù hợp với các bác chơi loa cổ rất là tuyệt vời. Thường thường loa cổ thì dải chép nó sẽ rất là yếu và nó không được ngon, nên các bác cần một cái sản phẩm mà để nâng dải chép, và lựa chọn hàng đầu đó là những cặp Manavox trước mắt các bác. Thì đợt này em về được hai cặp, nó rất là mới nha, giá là 3.800.000 bao gồm phụ kiện dây, em hoàn hảo sẵn cho các bác để các bác việc về chỉ cắm vào gắn vào trạm loa của chiếc loa, trạm phía sau của chiếc loa các bác, và để phía trên nắp của loa, và chúng ta cùng thưởng thức. Và về được một con Sansui 771 đẹp thiếu xốp luôn nha, 771 giá là 14.000.000 nha bác, 771 giá 14.000.000 nha. Con này rất là khỏe, các bác chơi thoải mái, dòng bát 40 đô la luôn nha. 771 881 881 là hết số rồi, 771 dưới 881 thôi nha, tại vì nó công suất khỏe nên là trang bị tới 3 cầu loa. Các bác chơi loa cổ bát 30-40 thoải mái nha, thật là chơi hai cặp boss vô tư nha các bác. Con này khỏe lắm, đặc trưng của dòng 3 số rồi, rất là mới, 3 cầu loa đánh sò sắc nha các bác, ghi hai bài đẹp. Con này trang bị 4 cầu điện nha, đặc trưng dòng receiver Sansui, chơi loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu đều được hết nha các bác. Đây là hai cặp Manavox rất là mới nha các bác. Bác nào sưu tầm chơi thì alo, bao gồm phân tầng dây nhựa luôn thì 3.800.000. Đây là một cặp này, đây một cặp tem vàng, tem cam, đẹp lắm nha các bác. Hai cặp duy nhất rất là mới luôn, nhìn phê các bác. Các bác mà đang chơi AR2AX nè, AR2AX là dải chép nó rất là thấp, và AR3 vân vân, cần một dải chép dải cao nó tốt và để nó sáng tiếng hơn thì các bác alo cho em nha. 3.800.000 nhưng mà phối ghép với những bộ loa nó đạt tiêu chí, đạt cái sản lượng chất lượng rất là cao. Và đây là hai bộ Mixua M4 nha các bác, hai bộ Mixua M4 và SM58 nha các bác. Đây là SM58 dòng đuôi chuột nha. Dòng này sử dụng pin pin AA rất là tiện nha các bác. Em về được hai bộ, đấu giá được về được hai bộ nha. Sử dụng pin AA, đây là bộ pin sạc kèm theo của một bộ. Một bộ nó là gồm một đầu thu và một tai mic nha các bác, tai mic SM58 nha. Đẹp xuất sắc hết nha các bác. Đấy. Cái dòng này thì các bác có thể sử dụng cái cần anten phía trước, thì nếu chúng ta dùng anten trước thì ta có bộ dây nối này, còn nếu mà dùng anten sau thì lấy bộ dây nối ra từ gắn sau, còn để bộ anten trước thì nhìn nó rất là hầm hố. Hai con đều đẹp xuất sắc nha các bác, con trên con dưới. Nói về đây là những dòng chuyên nghiệp rồi. Hai bộ đuôi chuột cho các bác, Sua M4, MSM58 nha. U4S á, U4S M4 các bác, gọi là M4 SM58 nha. M4 SM58. Bộ này thì giá đợt này về em đấu giá rất là tốt, có 11.500.000. Bác nào lấy thì nhanh tay alo cho em, 11.500.000. Đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ pin sạc luôn nha. Nói chung là đầy đủ phụ kiện các bác, chỉ việc về cắm nha. Những con này hàng nội địa Mỹ nha các bác. Hàng USA nha các bác. Hàng nội địa nồi luôn nha. Những cái bộ mà M4 và M58 này là hàng nồi của Mỹ luôn nha các bác. Kìm bộ pin sạc giá 11.500.000, em về được hai bộ. Rồi bác nào lấy sản phẩm nào thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại trên. Em mới về sáng nay tại ba kiện eBay về.